Thưa quý vị, chiều qua triều cường trên sông Đồng Nai dâng cao vượt báo động 2 đã gây ngập ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Hàng trăm hộ dân tại đây đã bị ảnh hưởng do nước ngập. Nước sông tràn vào khu dân cư thuộc khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân đã làm cuộc sống người dân đảo lộn. Nước ngập gần nửa bánh xe tràn vào nhiều con hẻm, gây khó khăn cho việc đi lại. Trong khi đó, tại Cù Lao 3C, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao. Nhiều gia đình đã kê cao đồ đạc trong nhà, nhưng do nước dâng cao gấp nhiều lần so với những lần trước đây, nên một số tài sản đã bị hư hỏng. Nước ngập quá sâu cũng khiến một số hộ dân phải mượn phòng trọ để ở tạm. Hồi đó thì chỉ có được ba đứa con lớn lên sống đây, ăn học ở đây. Sau này cái nước ngập quá, giờ nó đi bằng đứa qua đường nó muốn trọ nở hết trơn à. Giờ ba đứa con trai đứa đi qua đường sống hết, giờ mình chỉ với ảnh ở đây à. Nước ngập gì không có chỗ ngủ luôn á. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường, trong chiều qua có hơn khoảng 100 hộ dân ven sông và hơn 80 hộ dân ở Cù Lao 3C bị ảnh hưởng do ngập nước, với mực nước ngập từ 30 đến 50cm. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ngập nước ảnh hưởng tới người dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Mỗi khi mà nước dâng thì chúng tôi có cái đội xung kích phòng chống thiên tai của cơ sở của khu phố trực sẵn ở tại khu phố để theo dõi và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân để kê cao tài sản, di dời tài sản và hỗ trợ khi cần. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, lúc 17 giờ chiều qua, mực nước trên sông Đồng Nai đạt 2,07m trên báo động 2. Mực nước đỉnh chiều trên sông có khả năng kéo dài từ hôm nay đến ngày 20 tháng 10 tới. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó như hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.